Kể từ ngày 9 tháng 3 đến nay, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 14 bệnh nhân bị ngộ độc nấm rất nguy kịch. Những chùm ca ngộ độc này đang cho thấy một thực tế là việc tuyên truyền về nấm độc còn rất hạn chế, khiến người dân chưa thể phân biệt được nấm độc với nấm ăn. Trong khi đó, nấm ăn hiện nay hầu hết đều không có nguồn gốc, khiến hiểm họa nấm độc không chỉ đe dọa người hái nấm ở miền núi, mà còn rình rập người mua nấm ở miền xuôi. Nấm ăn giàu chất dinh dưỡng, có khả năng điều trị và kháng bệnh, không có chống chỉ định. Vì nấm ăn đã được chọn lọc lâu năm, vừa bằng kinh nghiệm, vừa bằng khoa học thực nghiệm và được trồng nơi an toàn. Tuy nhiên, hiện nay giá bán của nấm ăn còn khá đắt đỏ nhưng lại chưa được chứng thực về nguồn gốc, nên không thể loại trừ nguy cơ người bán nấm, đặc biệt là những người dân miền núi, trà trộn nấm rừng cùng nấm ăn để bán. Và không ai có thể chắc chắn được liệu trong những túi nấm kia có nấm độc hay không. Trên thực tế, đã có không ít người tiêu dùng bị ngộ độc oan vì mua phải nấm độc. Thống kê cho thấy, 95% ngộ độc nấm là do nhầm lẫn, không phân biệt được nấm lành với nấm độc. Và 5% do chủ quan của người ăn nhầm nấm bị biến chất, hư hỏng trong quá trình bảo quản. Đun, nấu, đông lạnh hoặc chế biến đều không làm giảm độc tính của nấm. Trẻ em, người già yếu, suy nhược thường dễ bị ngộ độc hơn những người trẻ khỏe mạnh. Trên thực tế, tỷ lệ người ngộ độc nấm ở miền núi cao hơn, nhưng điều này không có nghĩa là nấm độc chỉ xuất hiện trên núi hay trong rừng. Trong vườn nhà, ngoài bờ ao, dưới những gốc cây mục hay những đống rơm rạ ẩm ướt cũng có thể có nấm độc. Vì nguy cơ ngộ độc nấm hiện hữu khắp nơi, nên mỗi người cần trang bị cách phân biệt nấm độc với nấm lành. Ngoài tự nhiên có khoảng trên 1.000 loại nấm dại, song loại có thể ăn được chỉ có khoảng từ 30 đến 40 loại. Có những loại nấm độc rất giống nấm thường, mọc lẫn với nấm ăn được, khiến người đi hái nấm rất dễ bị nhầm. Đặc điểm chung để nhận dạng nấm độc là chúng có nhiều màu sắc hơn, có đốm nổi lên, trên mũ nấm có những hạt nổi hay vằn màu đỏ hoặc màu tạp, có rãnh, vết nứt, có vòng quanh thân. Khi ngắt sẽ có nhựa chảy ra. Nấm độc khi hái thường có mùi cay, mùi hắc hoặc mùi đắng sộc lên. Nấm ăn được thường thơm hoặc không mùi. Có những loại nấm độc giống nấm ăn, rất khó phát hiện. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy gốc có bao và có vòng ở cổ cây nấm. Tuy nhiên, có những loại nấm độc có hình dạng, màu sắc giống hoàn toàn với nấm ăn, khiến người đi rừng có nhiều kinh nghiệm cũng không phân biệt được. Cái này là nó giống một loại nấm. Dễ dàng nhận thấy nấm Amanita virosa có hình dạng giống một vài loại nấm đang bán nhiều ở chợ, đặc biệt là nấm sò. Khó phân biệt đến mức cả người bán lẫn người mua đều tưởng là nấm sò khi nhìn ảnh nấm Amanita virosa. Các chuyên gia về nấm độc cho biết, hàng năm vào mùa xuân, nấm Amanita virosa mọc rất nhiều trong rừng. Người dân khi đi hái có thể dễ bị nhầm lẫn với các loại nấm ăn thông dụng.
Đây chính là lý do khiến các vụ ngộ độc nấm tập trung vào thời điểm này. Tuy nhiên, nấm độc tán trắng vẫn có một vài đặc điểm khác biệt với nấm sò mà nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ nhận ra. Đặc biệt, ngoài tự nhiên, đang có một loại nấm độc giống 100% với nấm sò, đó chính là nấm ma. Không có một điểm nào khác so với nấm sò mà các gia đình vẫn đang sử dụng. Giống từ màu sắc trắng muốt đến những đường rãnh sâu ở dưới phần mũ nấm. Giống nhau đến cả phần chân nấm thuôn dài đến mũ nấm hình con sò. Vậy mà hầu hết các loại nấm sò bán ngoài thị trường đều không rõ nguồn gốc. Và như vậy, sự giống nhau này không chỉ nguy hiểm cho người hái nấm ở miền núi, mà nó đang là mối họa rình rập người tiêu dùng mọi nơi. Người có kinh nghiệm đã chỉ ra một vài cách thử nghiệm để nhận biết nấm độc hay nấm lành như sau. Cách 1. Dùng phần trắng của hành lá chà sát trên mũ nấm. Nếu thân hành biến thành màu xanh nâu, chứng tỏ có độc. Nếu ngược lại, hành không chuyển màu, chứng tỏ không có độc. Cách 2. Thử nghiệm bằng sữa bò. Cho một lượng nhỏ sữa bò tươi bên trên mũ nấm. Nếu thấy hiện tượng sữa vón cục, có khả năng cây nấm đó có độc.